Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 8, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đà Nẵng phát động tăng cường tiêm vaccine phòng Covid-19. Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn tài xế tại bến xe miền Đông. Đẩy lùi nạn mua bán người. Cô học trò nhỏ và hành trình truyền cảm hứng bảo vệ môi trường. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Hưởng ứng tháng cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19, hôm nay Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với cán bộ, nhân viên, người lao động, ngành y tế và thân nhân. Theo Sở Y tế Đà Nẵng, hiện tại tỷ lệ tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 trong ngành y tế tại Đà Nẵng chỉ đạt 44%. Tỷ lệ mũi thứ 3 ở nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi chỉ đạt 29,87%. Liều cơ bản của nhóm trẻ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 55%, thấp hơn so với tỷ lệ chung của cả nước. Trong khi đó, với sự xuất hiện của các biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh, khiến ngành y tế phải đối diện với nguy cơ dịch chồng dịch. Việc phát động tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngành y tế và thân nhân nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vaccine mũi cơ bản và mũi bổ sung để hạn chế tỷ lệ diễn tiến nặng và tử vong, thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố chọn xe điện làm tuyến buýt nhanh đầu tiên trên địa bàn nhằm hạn chế tiếng ồn, ít ô nhiễm môi trường. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, buýt điện có ưu điểm thân thiện môi trường, xe vận hành không tiếng ồn, không thải khói bụi gây ô nhiễm. Đồng thời loại xe này đảm bảo cao về tính an toàn, hạn chế nguy cơ cháy nổ và có chi phí bảo dưỡng tiết kiệm hơn xe động cơ đốt trong. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu của xe buýt điện cao gấp từ 1,5 cho đến 3 lần so với xe dùng nhiên liệu CNG. Ngoài ra, chi phí đầu tư hệ thống bãi đậu, hạ tầng trạm sạc cũng rất lớn, trong khi khả năng cung ứng buýt điện tại Việt Nam còn hạn chế. Sở sẽ đánh giá việc dùng buýt điện phù hợp với định hướng phát triển vận tải hành khách công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh và là tiền đề phát triển hoàn thiện hệ thống vận tải hành khách công cộng xanh, thân thiện môi trường trong tương lai. Vào khoảng 10 giờ 30 phút hôm nay, trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, nhiều cành phượng bất ngờ bị gãy rơi xuống đường, nhiều người may mắn thoát nạn. Nhiều cành phượng cỡ lớn trên cây bất ngờ bị gãy rồi rơi xuống đường, chắn hết một làn đường dành cho xe máy. Thời điểm xảy ra sự cố, nhiều xe vừa lưu thông qua nên may mắn thoát nạn trong gang tấc. Ghi nhận tại hiện trường, cây phượng trên vỉa hè vẫn bình thường nhưng nhiều cành bất ngờ bị gãy. Nhận tin báo, đơn vị quản lý cây xanh đã nhanh chóng có mặt để khắc phục sự cố. Trong khi đó, vào khoảng 5 giờ sáng nay tại xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, chiếc xe tải đang lưu thông trên quốc lộ 1 thì bất ngờ bốc cháy, khiến phương tiện bị thiêu rụi. Thời điểm trên, xe tải đang lưu thông trên quốc lộ 1 thì bất ngờ bốc cháy. Tài xế nhanh chóng nhảy ra khỏi xe và dập lửa nhưng bất thành do cháy lớn. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa đã được dập tắt. Vụ cháy khiến phương tiện bị thiêu rụi, giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Qua đường ray thiếu quan sát, xe ô tô bị tàu hỏa tông. Vụ tai nạn xảy ra vào trưa nay tại đường ngang dân sinh xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Thời điểm trên, xe ô tô đang chạy trong đường dân sinh thì rẽ trái qua đường ray và không quan sát. Lúc này tàu hỏa chạy tới và tông văng xe ô tô. Vụ tai nạn may mắn không gây thương vong về người, nhưng khiến xe ô tô bị hư hỏng, tài xế một phen hú vía. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sáng nay, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng xuất sản phẩm và máy lọc dầu Dung Quất. Cuộc diễn tập có sự tham gia của nhiều đơn vị, lực lượng trên địa bàn tỉnh. Tình huống giả định là tàu chở dầu trọng tải 6.000 tấn di chuyển vào khu vực cảng xuất sản phẩm nhà máy lọc dầu Dung Quất thì xảy ra quả quạng, làm tràn khoảng 50 mét khối dầu DO. Thuyền viên gặp nạn đã rời tàu, dẫn đến nguy cơ tàu bị trôi dạt, gây cháy nổ cảng xuất sản phẩm và các công trình ven bờ.
tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo cơ quan chức năng và công ty lọc hóa dầu Bình Sơn nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường ứng phó sự cố. Ban chỉ đạo diễn tập đã huy động hơn 500 người thuộc các đơn vị quân sự, công an, bộ đội biên phòng và một số cơ quan ban ngành địa phương tham gia. Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu là nội dung rất quan trọng đối với tỉnh Quảng Ngãi và công ty lọc hóa dầu Bình Sơn. Đây không chỉ là cuộc luyện tập thông thường mà còn nâng cao ý thức cảnh giác cho nhiều người tại khu vực nhà máy lọc dầu Dung Quất trong phòng chống cháy nổ. Tiếp theo chương trình người đưa tin 24 giờ hôm nay là những thông tin đáng chú ý sau. Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn tài xế tại bến xe miền Đông. Đẩy lùi nạn mua bán người. Cô học trò nhỏ và hành trình truyền cảm hứng bảo vệ môi trường. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Hôm nay, đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh và đội Cảnh sát Giao thông Trật tự quận Bình Thạnh thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với các tài xế lái xe khách tại bến xe miền Đông. Lực lượng chức năng đo nồng độ cồn ngẫu nhiên nhiều tài xế và các tiếp viên trên xe khách. Song song đó là kiểm tra ma túy bằng mẫu nước tiểu. Các tài xế khi thực hiện đủ hai yêu cầu trên, nếu cho kết quả âm tính thì tiếp tục lộ trình. Với trường hợp dương tính, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ chuyển sang công an phường để kiểm tra lại nhằm xác định chính xác vi phạm. Qua kiểm tra, các tài xế chấp hành nghiêm không uống rượu bia, không sử dụng chất kích thích. Đây là hoạt động kiểm tra trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, khi số hành khách đi lại bằng xe khách bắt đầu tăng cao. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, đây là chuyên đề kiểm tra nhằm hạn chế rủi ro tai nạn mà nguyên nhân là do tài xế gây ra. Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm theo hình thức trực tuyến vụ án hình sự và tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Bạch Thị Qua, 59 tuổi, trú tại thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9 năm 2021, tại quốc lộ 3 thuộc khu vực tổ 7, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, lực lượng công an bắt quả tang Qua đang vận chuyển hơn 427 gram heroin. Toàn bộ số ma túy trên được Qua đặt mua của một người không rõ lai lịch với số tiền 229 triệu đồng, định bán lại cho người khác kiếm lời. Tại phiên tòa, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Và trước đó, năm 2001, Qua đã bị xử phạt 5 năm tù. Đến năm 2006, lại bị xử phạt 9 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2013, Qua chấp hành xong án phạt tù và đến nay lại tiếp tục phạm tội. Do đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bạch Thị Qua mức án tù chung thân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Văn Tiến, sinh năm 1989, cư trú khóm Tây Khánh 3, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, về tội trộm cắp tài sản. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Tiến nảy sinh ý định đi tìm tài sản để lấy trộm. Khoảng 8 giờ ngày 9 tháng 7 vừa qua, Tiến đi đến nhà của Nguyễn Thái Salem, sinh năm 1994, cư trú xã Long Giang, huyện Chợ Mới, để rủ Lem cùng đi trộm. Sau đó, Tiến và Lem đi trên xe mô tô rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn huyện Chợ Mới. Khi đến khu vực ấp Nhân Hưng, xã Nhân Mỹ, thì Tiến phát hiện bên trong con hẻm có dựng xe mô tô, không có người trông coi, nên Tiến đã lấy trộm. Sau đó, Tiến đem cầm được 1,5 triệu đồng để tiêu xài. Phát hiện bị mất tài sản, chị Võ Thị Thúy Kiều, cư trú huyện Chợ Mới, để trình báo cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện Tiến là đối tượng trộm. Sau khi củng cố chứng cứ liên quan, lực lượng công an đã mời Tiến lên cơ quan để làm việc. Tại cơ quan công an, Tiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiêu hủy hơn 8.000 lít xăng dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong tổng số hơn 8.000 lít xăng dầu được đưa đi tiêu hủy, gồm 4.700 lít dầu DO, 1.780 lít xăng và 1.700 lít dầu nhờn. Đây là số xăng dầu bị lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa tịch thu trong đợt kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hồi tháng 2 do không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, hiện không còn giá trị sử dụng.
Do thuộc nhóm chất thải nguy hại nên toàn bộ số xăng dầu được vận chuyển đến nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại tại thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa để tiêu hủy. Hiện nay, thủ đoạn mua bán người ngày càng tinh vi, phức tạp khi nhiều đối tượng sử dụng Internet và mạng xã hội, đòi hỏi lực lượng chức năng phải nỗ lực và quyết tâm cùng sự chung tay của người dân để đẩy lùi nạn mua bán người, ghi nhận tại Sơn La. 20 tuổi, nạn nhân này là một trong số ít những cô gái trẻ bị lừa bán sang bên kia biên giới, may mắn trốn thoát về nhà. Cách đây hơn 4 năm, chị bị một người quen rủ rê sang nước ngoài làm việc và lừa bán cho hai người đàn ông với giá tương đương gần 20 triệu đồng tiền Việt Nam. Là một tỉnh giáp biên, thời gian qua hoạt động của tội phạm mua bán người ở khu vực biên giới Sơn La diễn biến phức tạp. Thành phần đối tượng phạm tội đa dạng, có sự cấu kết, móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, hình thành đường dây mua bán người xuyên quốc gia với phương thức thủ đoạn mới thông qua mạng xã hội để rủ rê lôi kéo nạn nhân. Sử dụng cái mạng xã hội Facebook, Zalo, sau đó kết nối qua mạng xã hội để đưa ra những cái hình ảnh, những cái điều kiện nó cuộc sống vật chất nó có điều kiện hơn so với địa phương nơi mình sinh sống. 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã phát hiện điều tra 33 vụ, 75 đối tượng phạm tội mua bán người. Hiện Bộ Công an đã và đang phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các bộ ban ngành địa phương tập trung triển khai quyết liệt 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trong chương trình phòng chống mua bán người của chính phủ, đặc biệt nâng cao tuyên truyền và phòng ngừa ngay từ cơ sở. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm giải quyết các vấn đề về lao động, việc làm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Thứ hai là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cá nhân, gia đình, cộng đồng về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người. Năng lực cho đội ngũ cán bộ hội để họ có thể làm tốt hơn cái chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ ngay từ khi mà có những cái dấu hiệu hoặc là có cái vụ việc vi phạm thì chúng ta có thể phát hiện sớm. Bên cạnh đó thì các cái hoạt động phòng ngừa cũng sẽ được triển khai ngay tại cơ sở. Dù may mắn được trở về quê, nhưng có lẽ nỗi ám ảnh vì việc bị mua bán sẽ còn kéo dài đối với những nạn nhân. Do đó, việc ngăn chặn từng bước đẩy lùi nạn mua bán người là rất cần thiết để đem lại cuộc sống hạnh phúc và bình yên cho nhân dân. Thưa quý vị, vấn đề môi trường ngày càng được giới trẻ quan tâm nhiều hơn. Đã có nhiều phong trào bảo vệ môi trường do các bạn trẻ sáng lập và dẫn dắt. Vâng, và đặc biệt là chúng tôi muốn nhắc tới một cô học trò nhỏ mới chỉ là học sinh cấp 2 thôi, nhưng cô bé đã có cả một hành trình bền bỉ để truyền cảm hứng bảo vệ môi trường cho những người xung quanh. Con là Nguyễn Nguyệt Linh, chuẩn bị năm nay là con lên lớp 6. Bắt đầu khai giảng, nhà trường thường cho các lớp thả bóng bay lên trời. Sau những thông tin con tìm thấy được thì bóng bay được làm từ ni lông, tức là từ nhựa. Đó là bức thư mà 3 năm trước, Nguyễn Nguyệt Linh đã gửi hơn 40 thầy cô hiệu trưởng ở Hà Nội với mong muốn không thả bóng bay trong ngày khai giảng. Từ lá thư đó đã thay đổi suy nghĩ của rất nhiều người về bảo vệ môi trường. Rất nhiều trường học trên cả nước đã không thả bóng bay trong ngày khai giảng. Không dừng ở bức thư lay động đó, năm học lớp 7, Linh đã cùng hai người bạn thân của mình tự lên ý tưởng viết ra một câu chuyện nhỏ về rừng, những thông tin về rừng để lan tỏa tình yêu đó cho các bạn nhỏ và nhiều người hơn. Cuốn sách Một mẫu rừng cho bạn được xuất bản. Mỗi cuốn sách với giá 50.000 đồng, tương đương với một cây giống cho huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Cuốn sách đã truyền cảm hứng cho thầy và trò cũng như phụ huynh trường Marie Curie để nhà trường có một quyết định nhiều ý nghĩa. Một cánh rừng sa mộc ở xã Không Giai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Con cảm thấy rất là vui khi mà cũng như là rất là hào hứng khi mà nhìn thấy cái khu rừng trồng của trường, và con cũng rất là biết ơn khi mà những cái đóng góp của các bạn học sinh cũng như là các vị phụ huynh và cán bộ thầy cô ở trong trường. Hy vọng rằng là trong thời gian tới thì dự án cây xanh chân mèo vạc sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh, khỏe mạnh hơn và sẽ hình thành một khu rừng mang tên là Mercury, góp phần chống xói mòn đất, chống sạt lở. Hiện Nguyệt Linh vẫn tiếp tục viết sách, tham gia nhiều hoạt động truyền thông về môi trường, điều hành một câu lạc bộ về bảo vệ động vật hoang dã. Mới đây,
Nguyệt Linh là một trong 33 gương mặt của cả nước được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 bởi hành trình truyền cảm hứng bảo vệ môi trường của em. Trao giải thưởng rất là danh giá này dành cho một bạn học sinh nhỏ tuổi. Khi bạn ứng cử vào cái giải thưởng này, bạn học lớp 7, năm nay bạn lên lớp 8. Thế thì đây cũng là một cái sự ghi nhận của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đến một cái bạn nhỏ học sinh cụ thể như là một cái tấm gương rất là tốt để có thể mang lại cái nguồn cảm hứng cho những bạn nhỏ khác. 14 tuổi, nhưng tình yêu với môi trường của Nguyệt Linh lớn hơn rất nhiều so với tuổi của em. Và con cũng muốn gửi đến thông điệp với những cái bạn mà có đam mê cũng như là cái tình yêu đối với thiên nhiên như con, rằng là các bạn ấy có thể có cái sự dũng cảm để nói lên tiếng nói của mình và từ đó truyền cảm hứng và truyền cái thông điệp của chính các bạn ấy đến với nhiều người hơn ạ. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.